Rồi quý vị ơi, bonsai 2570, 6 cây tổng hợp 350k bao ship toàn quốc. Rồi, 6 cây nha quý vị. Giờ 6 cây mà tặng cho quý vị cây nữa đi. Tặng cho cây gì đó, cây mai chiếu thủy nữa đi. Là 7 cây. Rồi đây là cây số 1 nha quý vị, là cây sơn liễu nha. Đó, thôi vậy thôi con ghi 7 cây luôn đi quý vị. Bi ơi, tổng cộng 7 cây luôn nha quý vị. Đây cây số 1 nha. Đây, cây số 2 nha. Cây này của con Bi nó uống rồi nha quý vị. Đó, con Bi nó làm mấy cái này nè nha. Đó, này cái lá nó cũng lai lai giống như cẩm thạch vậy nha quý vị. Tay rung quá vậy, tay chắc thiếu rượu quá. Rồi cây số 3. Cây số 3 là cái cây gì ta? Trà Phúc Kiến. Trà Phúc Kiến nha quý vị, cái này gieo bằng cái hột nha quý vị. Đó. Rồi. Đây là cây số 4 là một cái cây sâm núi trái nha. Còn sót lại có một cây hai cây, cái này cũng của con Cubi nó uống đây nè. Rồi tổng cộng 4 cây ha. Cây số 5 là một cây linh sam nha, cái này cũng là cái hột luôn nha, nó lên luôn nha. 5 cây ha. Rồi. Cây số 6 còn sót lại một cây nữa nè, sâm Triều Tiên nè. Cây cuốn cùi cuối cùng luôn nè. Đó, hôm qua bán hết một cây rồi. Vườn tôi nó rộng lắm, cây mênh mông luôn. Lâu lâu nó sót lại mấy cây nè. Quý vị thấy ông bông của nó nè. Đó, này nó ra bông rồi nó rụng xuống nha. Nó có trái nó rụng xuống rồi nó lên cây con nha. Tha hồ nấu mì ăn luôn nha quý vị. Đó. Luôn chơi cây này cũng có lợi lắm nha, nấu mì ăn nha. Ra bước vài ba lá vô nấu mì gói ăn. Rồi, cây số 6. Đây cây số 7 đây. Mai chiêu thủy siêu già đây. À, cũng giống như cây này là khuyến mãi luôn nha, có 6 cây 350 thôi. Bữa nay bán tới 7 cây luôn nha. Đó, một cây mai chiêu thủy nữa nè. Rồi, xuống đi, hồi ghi 7 cây nha. Xuống quý vị ơi.